ta quả xoài. Tập làm văn lớp 5. Xoài là một loại trái cây được nhiều người yêu thích, là món ăn thơm ngon, bổ dưỡng, ai cũng thích. Vậy mời các em cùng theo dõi hai bài văn làm mẫu sau đây để biết cách tả quả xoài thật cô đọng và xúc tích. Khu vườn của nhà em trồng rất nhiều loại cây, nào bưởi, nào nhãn, nào hồng xiêm, đu đủ, cứ mỗi khi đến mùa là cây nào, cây đấy lại cho ra những chùm trái, sai chịu cảnh. Thế nhưng đối với em vẫn thích những quả xoài tượng nhất. Em nghe ông nội kể lại rằng, cây xoài này ông mua giống ở Vượng, xoài tượng lớn nhất nước là ở Bình Định, dọc núi Bà. Bởi vậy mà trái xoài luôn giữ được những hương vị đặc trưng. Cũng đã hơn 30 năm trôi qua mà mùa trái này, cây cũng sai quả. Ban đầu chỉ là những chùm hoa vàng óng, nhỏ li ti, mà đã bật ra thành những chùm quả chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, hệt như những đứa bé tí hon, tinh nghịch leo trèo khắp nơi. Thời gian dần trôi, chả mấy chốc quả xoài nhỏ bé ngày nào, đã to lên trông thấy. Vỏ xoài màu xanh nhạt, to bằng hai bàn tay người lớn úp lại. Loại xoài này quả rất to, vì tượng, có nghĩa là voi, nên có hình dáng khổng lồ. Quả khi chín có thể nặng từ 1 đến 1,5 kg. Xoài tượng thường được ăn khi còn ương ương, vì khi chín quá sẽ không giữ nguyên được mùi vị. Được hái xuống, khi quả đã chuyển sang màu hơi ửng vàng, có mùi thơm nưng nức, đầy hấp dẫn. Khi gọt xoài, sau khi gạt bỏ lớp vỏ, là những miếng xoài vàng thơm hiện ra ngay trước mắt. Cả nhà em cùng thưởng thức cơm xoài nhai giòn, rau ráu, hương vị thơm nhẹ nhẹ. Vì thế mà ai nấy cũng đều nức lời khen ngợi xoài ngon. Xoài tượng chấm với bột ớt hoặc dầm cùng các gia vị khác thì ngon vô cùng. Có một cách thưởng thức xoài tượng cực kỳ hấp dẫn là xoài tượng xanh dầm mắm, trộn thêm chút ớt, ruốc thịt lợn nữa thì ngon không gì sánh được. Ngoài ra, xoài cũng có thể sắt miếng nhỏ, xoài tượng xanh, ăn cùng thịt luộc, nắm tôm chua. Hoặc làm gỏi xoài tượng đơn giản, làm món nhậu hoặc món ăn chơi. Chỉ cần đem bào nhỏ xoài, rồi trộn với gia vị, rau thơm cùng tôm luộc bóc bỏ vỏ, hoặc thịt lợn nạc luộc thái chỉ. Xoài tượng rất giàu dưỡng chất, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là khả năng phòng chống bệnh ung thư. Mỗi ngày chỉ cần ăn nửa quả xoài tượng là đã cung cấp đủ vitamin C, vitamin B6 cho cơ thể. Em rất yêu quý và thích thưởng thức những quả xoài tượng từ chính khu vườn nhà mình. Em luôn tự nhủ sẽ chăm sóc cho cây thật tốt để mùa trái nào cũng sai quả. Mẫu 4. Tả quả xoài. Trong cuộc sống có rất nhiều loại trái cây. Mỗi loại trái cây đều có một hình dạng, màu sắc và hương vị khác nhau. Có người thích ăn lê bởi vị ngọt ngào của nó, có người lại thích ăn chuối bởi hương thơm của nó. Còn với em lại rất thích quả xoài bởi vị chua chua, ngọt ngọt rất ngon. Xoài là cây ăn quả thân gỗ, mọc rất khỏe. Xoài có rất nhiều loại khác nhau, nhưng nhìn chung là khi chín, đều khoác trên mình chiếc áo màu vàng. Quả bé chỉ bằng hai ngón tay, qua thời gian, quả to lớn dần, và chuyển sang màu vàng ươm, chín rộ trông rất hấp dẫn. Mỗi trái xoài mọc với nhau thành từng chùm, rồi treo lơ lửng trên cành cây. Thỉnh thoảng, có làn gió thổi qua cây đung đưa như mời gọi mọi người, đến thu trái chín về. Xoài sau khi chín sẽ có vỏ màu vàng óng, căng mịn, một đầu thì hơi nhọn và xẹp xuống.
và đặc biệt xoài có một hương thơm không thể lẫn vào đâu được, một mùi thơm phức rất đặc trưng. Khi cắt ra phần thịt xoài, có màu vàng bắt mắt như vậy, thịt xoài ăn rất mềm, ăn vào vừa ngọt ngào, vừa rất đậm đà hương vị. Bên trong quả xoài, có một cái hột, khi ăn phải bỏ đi, vì hột rất cứng. Khi trái còn xanh, bổ dọc trái xoài theo hột bên trong ra, sẽ thấy phần thịt, có màu vàng nhạt, hơi pha trắng, ở gần cuống, thì vàng hơn một chút, vị của chúng lúc ấy sẽ là vị chua. Bọn trẻ con chúng em thì rất thích ăn xoài xanh, chấm muối, hay ăn xoài dầm, chứ không thích ăn xoài chín. Xoài là loại trái cây phổ biến trong mùa hè, và có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Xoài giàu vitamin A, rất quan trọng cho sức khỏe đôi mắt. Ngoài ra, các chất trong xoài giúp bảo vệ mắt khỏi các sóng ánh sáng năng lượng cao, như tia cực tím của ánh sáng mặt trời. Vào những ngày hè nóng nắng oi bức, có một cốc nước ép thì thật là tuyệt vời. Xoài cũng chứa pecten hòa tan, giúp ngăn ngừa tế bào ung thư hình thành. Vitamin C giúp bảo vệ các tế bào khỏi tác hại của gốc tự do và làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Cứ mỗi dịp lễ Tết, mẹ em lại thường mua xoài cát để thắp hương tổ tiên, mời khách hay để cả nhà cùng thưởng thức. Bên cạnh đó các bạn cũng nên nhớ là xoài chứa nhiều đường, vì vậy nếu ăn quá nhiều, có thể làm tăng lượng đường trong máu. Những người bị bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn xoài để kiểm soát bệnh. Vì vậy hãy biết cách sử dụng xoài một cách hợp lý nhé. Em rất thích ăn xoài. Em hy vọng ngày nay với khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người sẽ lai tạo ra được nhiều giống xoài ngon và bổ ích hơn nữa. Hai mẫu văn, tả quả xoài, tập làm văn lớp 5. Đến đây là hết. Mến chào, tạm biệt các bạn.